mỗi ngày. Gà xào nấm, ngon đắm say, ăn mê ngay. Xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Về đó mọi người, mình sẽ xé miếng vừa ăn rồi lát mình xào. À. Thôi đưa đây Phương. À, là dễ phải, phải có công sức chứ đúng, đúng không? Rồi. Đó phần khác. Phần nấm bào ngư này rất là tươi. Khi mình mua về thì mình sẽ sơ chế như thế nào hả Hoàng Long? Cái nấm bào ngư này thì mình mua về mình sẽ rửa lại, cắt bỏ chân đi. Sau đó mình sẽ để thật là ráo. Rồi. Long sẽ cắt bắp cải mình thôi. Anh tới tí mình bổ muối câu. Bởi vì đây là món xào mà cho nên là cái phần hành tây mình cũng sẽ cắt to hơn một xíu đúng không? Đúng rồi. Hành ba rô thì mình sẽ cắt xéo. Ớt sừng thì mình bỏ hạt và mình cắt thành thôi. À. Phần tiêu xanh này Long sẽ đập dập. Rau củ nấm mình đã sơ chế xong, bây giờ tới phần gà nha. Gà sử dụng má đùi cho Minh Phương. Minh Phương rất là thích ăn má đùi. Chúng ta sẽ chọn má đùi để khi xào gà, gà không bị khô. Thì gà chúng ta sẽ cắt sợi vừa, khoảng tầm dày khoảng 1cm nha Phương. Rồi. Mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh mật ong. Một muỗng canh mật ong. Chúng ta ướp mật ong với thịt gà, giúp thịt gà mềm, tạo vị ngọt dịu cho món ăn. Nửa muỗng canh nước tương Phú Sĩ. Và nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon gà. Và một muỗng canh hành tỏi băm. Minh Phương sẽ lấy một cái chảo nha. Đúng rồi. Đặt lên. Chảo nóng rồi cho một ít dầu ăn vào. Sau đó mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh hành tỏi băm và phi thơm lên. Rồi mình sẽ cho vào thịt gà vào xào xăng lên. Thơm quá. Cho một ít mật ong vào thì khi mà xào gà bóng bẩy và có màu rất là đẹp. Đúng vậy. Với món ăn này chúng ta sẽ xào gà thật săn, giúp gà thấm vị và có màu đẹp. Gà lấy lúc này là được đó. Đây là phần nấm bào ngư mà mình vừa đã xé ra nè. Rồi, lúc này thì cái phần nấm chúng ta đã để được rồi. Giờ mới cho phần rau củ còn lại vào. Cái này thì rất là mau chín. Sẽ cho vào đây là chút xíu 2 muỗng canh nước lạnh. Và đem vào đây thêm nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon gà. Bây giờ thì mình sẽ xào lên một lần nữa là được. Quá lẹ luôn. Những gia đình nào mà bận rộn đúng không? Chuẩn bị một món xào cho bữa cơm tối thì mình Phương nghĩ đây sẽ là một sự lựa chọn rất là đúng đắn. Rất nhanh và rất nhiều chất dinh dưỡng trong đây. Đúng màu rồi. Sắc cũng đẹp nữa. Phần tiêu xanh khi nãy đã đập dập đúng không? Đúng rồi. Vừa tạo màu sắc ha, bắt mắt nè mà lại có một cái vị thơm thơm của thơm tiêu xanh. Nồng. Món này mà dùng với cơm trắng là số 1 luôn có đúng không Hoàng Long? Đúng rồi. Trang trí thêm một ít ngò rí ở trên mặt cho rồi hấp bắt dẫn. Mắt. Đúng rồi. Món xào chúng ta cũng đã trọn vẹn rồi. Nhưng mà để trọn vẹn hơn nữa thì Long nghĩ là mình sẽ dùng thêm với lại một món kho cho món ăn chúng ta nhiều hương vị hơn. Món gì nào? Cá nục kho rục. Thịt gà mềm ngon cùng với nấm dai dai và hành tím ngọt ngọt, thấm vị đậm đà, hài hòa màu sắc. Một món ăn thật bắt mắt, bắt cơm, ăn là mê ngay.